Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai vừa công bố đường dây nóng về du lịch và đây là động thái nhằm góp phần ngăn chặn tình trạng đeo bám, trèo kéo, bắt chẹt du khách đang diễn ra khá phổ biến ở một số điểm du lịch trên địa bàn và đặc biệt là tại khu vực thị trấn Sapa và điều này đã gây tâm lý khó chịu cho nhiều du khách. Du khách khi tham quan nghỉ dưỡng tại Sapa, Lào Cai, nếu có bất cứ thông tin phản ánh liên quan đến tình hình trèo kéo khách du lịch hay phản ánh về chất lượng dịch vụ tại đây, có thể liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo sở, thanh tra sở và các đơn vị chức năng của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lào Cai như đang hiển thị trên màn hình. Từ nhiều năm nay, nạn đeo bám khách du lịch và ăn xin tại khu du lịch Sapa đã gây phiền hà không chỉ cho du khách mà còn làm ảnh hưởng đến hình ảnh của một khu du lịch trọng điểm quốc gia. Du khách đặt chân đến Sapa ngán ngẩm trước sự quấy rầy của đội ngũ đeo bám dai dẳng mời mua hàng hoặc phải trả tiền để chụp ảnh sinh hoạt của bà con. Số tiền tuy có giá trị không lớn nhưng không khí vui vẻ, thanh thản của du khách bị ảnh hưởng và hình ảnh của du lịch Sapa cũng bớt phần đẹp đẽ.